Tai nạn xảy ra tại một mỏ than thuộc công ty khai thác khoáng sản K+S ở bang Uttar Pradesh. Đại diện công ty cho biết là ba công nhân thiệt mạng lần lượt là 24, 50 và 56 tuổi. Nguyên nhân tử vong được cho là do rỉ khí CO2. Ngay khi xảy ra tai nạn, các đội cứu hộ đã kịp thời có mặt tại hiện trường và giải cứu thành công 4 trong tổng số 7 thợ mỏ mắc kẹt. Trong đó, hai người vẫn đang được điều trị đặc biệt. Công ty này cho biết đang tích cực khắc phục hậu quả tai nạn, đồng thời tập trung điều tra tại sao lại xuất hiện một lượng khí CO2 lớn đến vậy tại hiện trường và từ đó thì đề ra các biện pháp cần thiết để ngăn chặn những sự cố tương tự có thể xảy ra trong tương lai.